Question 52. What would be the best mortgage loan option for a client with a high debt-to-income ratio? A. Conventional. B. FHA. C. USDA. D. Conforming. Correct answer is B. FHA. Câu hỏi 52. Lựa chọn vay thế chấp nào là tốt nhất cho khách hàng có tỷ lệ nợ trên thu nhập cao? A. Thông thường. B. FHA. C. USDA. D. Tuân thủ. Câu trả lời đúng là B. FHA.